Chương trình Music Home tối qua không có khán giả trực tiếp, ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn theo những yêu cầu của người hâm mộ. Mỹ Linh vừa trở về từ đêm diễn Music Home, nên là chương trình cũng là một sự là nỗ lực của tất cả chúng ta, anh em chúng tôi mong mang đến cho quý vị khán giả những phút giây thư giãn khi mà phải ở nhà trong nhiều tuần, và mong rằng là tất cả chúng ta hãy cùng nhau ở nhà, gắn kết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Đó là cơ hội để người nghệ sĩ và khán giả đến gần với nhau hơn, và đặc biệt là được hát cho nhau nghe.